Dạ, chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem các cái mẫu lồng đèn gáp. Em sẽ nói lồng đèn gáp là như thế nào ha. Rồi, mời anh chị xem chi tiết. Lồng đèn gáp có nghĩa là tức là nó sẽ bao gồm 2 mảnh, 5 mảnh và lồng đèn bông sen. Nó cũng là thuộc về cái gáp thôi. Khi chúng ta mua về thì chúng ta tháo ra, ta gáp. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cách gáp của lồng đèn hai mảnh. Khi chúng ta mua cái sản phẩm này về, chúng ta tháo bịch ni lông ra nè, chúng ta lấy hết tất cả linh kiện của cái sản phẩm ra. Rồi, chúng ta sẽ gáp lại. Anh chị và các bạn nhìn em gáp ha. Thì nó cũng đơn giản thôi. Anh chị và các bạn thấy ở ngoài sau nó có cái lỗ á, thì ngoài trước á chúng ta cỡ có cái nút gài. Chúng ta sẽ đẩy cái nút gài vào bên trong cái miếng kia, là chúng ta đẩy hết tất cả các nút lại thì chúng ta cũng sẽ có được cái lồng đèn gáp rồi. Ở đây là em đang gáp với cái lồng đèn, đó là lồng đèn hai mảnh. Rồi sau khi chúng ta gáp xong thì gắn cán vào. Thì em sẽ nói sơ qua về cái cán. Cái cán này là nó dùng hai viên pin nha anh chị và các bạn. Hai viên pin ngó thì anh chị ghé tạp hóa mua cũng có, ở đâu mua cũng có. Thì khi chúng ta bật tắt lên thì sản phẩm nó có nhạc ha, anh chị nghe tiếng nhạc. Rồi, đó là cái tiếng nhạc đó anh chị và các bạn. Rồi sau khi chúng ta gáp xong, chúng ta gắn cái cán vào. Đó là lồng đèn hai mảnh. Bây giờ em sẽ nói về lồng đèn năm mảnh ha. Thì năm mảnh đó, nó cũng giống như cái lồng đèn hai mảnh như đó anh chị và các bạn. Khi anh chị và các bạn mua về thì cũng tháo bịch ni lông ra. Thì bên trong nó sẽ bao gồm 5 mảnh. Nó có thể là hình này hình kia khác nhau. Anh chị và các bạn muốn biết được chi tiết của từng sản phẩm thì anh chị cập nhật vào website của em ha. Tại vì website của em đã có hình ảnh và chi tiết về kích thước trên đó rồi. Ở đây em chỉ review và chia sẻ cho anh chị thấy được cái cách ráp là như thế nào thôi, và cho mình thấy được cụ thể để mình hình dung được khi mình mua sản phẩm về là mình phải ráp như vậy đó. Thì nó ráp nó cũng rất đơn giản thôi anh chị và các bạn. Thì anh chị mua về thì nó sẽ có các cái lỗ, thì anh chị cứ nhìn theo cách ráp của em đó là anh chị sẽ ráp được. Cũng đơn giản thôi chứ không có khó khăn vì gì đâu. Ở đây là em đang gáp cái lồng đèn 5 mảnh. Khi chúng ta gáp sản phẩm vào thì xong á, chúng ta thành sản phẩm rồi á, chúng ta nhìn cái sản phẩm á, hoàn thành nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Con em chúng ta đi những ngày lễ trung thu rất là đẹp ha. Ở đây em sẽ gắn tay cầm vào cho anh chị xem nè. Đây, em gắn tay cầm vào, anh chị xem cái chi tiết sơ qua về cái lồng đèn 5 mảnh ha. Cái này là thuộc về lồng đèn kích tia hình trái tim. Thì mẫu mã như thế nào đã có trên website hết rồi, thì anh chị và các bạn có thể lên nó cập nhật thôi. Rồi, đây là cái lồng đèn hai mảnh. Thì gáp mình nó thường thường có 2 mảnh và 5 mảnh. Đây là hình con Doraemon ha. Và tiếp theo đây là cái lồng đèn gáp bông sen. Thì cách gáp như thế nào á, anh chị và các bạn cũng có thể nó cũng giống như 5 mảnh và 2 mảnh thôi, nhưng mà nó khác nhau, có tên là thuộc về bông sen. Thì tất cả những mẫu mã này, kích thước này em đều có cập nhật trên website hết rồi. Anh chị và các bạn vào website của em á, và vào danh mục đó là lồng đèn trung thu. Còn không á, thì em sẽ để đường link ở dưới phần mô tả ha. Anh chị xuống cái phần mô tả, anh chị nhấn vào đường link đó thì anh chị sẽ biết được chi tiết về sản phẩm hơn. Nếu như cảm thấy đẹp á, thì mua về quan ta chơi, mà cảm thấy giá thành nó ok rẻ thì mình lấy về buôn bán. Trung thu cũng gần đến rồi, thì em review sớm cho anh chị và các bạn dễ cập nhật. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều.